Xin được kính chào các bạn khán giả của Tết Trần TV. Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm mà rất ít khi tôi lên những video ở lúc tối muộn như thế này. Thời điểm gần sát 12 giờ đêm rồi. Nhưng có một thông tin rất nóng mà tôi nghĩ rằng ai cũng muốn nghe. Đó là huấn luyện viên Philippe Thuzier và đội tuyển Việt Nam đã chính thức chấm dứt hợp đồng. Đây là một thông tin mà có thể nói là nhiều người hâm mộ cũng cảm thấy là nhẹ lòng hơn một chút sau khi chúng ta đã thất bại 0-3 trước đội tuyển Indo tại vòng loại World Cup 2026. Và đây là thông cáo báo chí, tôi xin đọc nguyên văn cho các bạn. Ngay sau trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia tại vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á tối ngày 26 tháng 3 năm 2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng Philippe Thuzier đã gặp trao đổi về quá trình làm việc trên vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam. Tại cuộc gặp, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Philippe Thuzier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26 tháng 3 năm 2024. Huấn luyện viên Philippe Thuzier đã cảm ơn sự hỗ trợ tích cực từ các cầu thủ, các câu lạc bộ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như người hâm mộ. Huấn luyện viên Philippe Thuzier cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam vì thành tích của đội tuyển chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Về phần mình, Liên đoàn bóng đá Việt Nam ghi nhận những nỗ lực đóng góp của ông Philippe Thuzier trong thời gian vừa qua khi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp trong công việc. Liên đoàn bóng đá Việt Nam chúc ông cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi xin lỗi người hâm mộ bóng đá nước nhà vì thành tích của đội tuyển Việt Nam trong thời gian vừa qua chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra. Đồng thời, mong người hâm mộ sẽ tiếp tục đặt niềm tin và sự ủng hộ cho bóng đá Việt Nam nói chung, các đội tuyển bóng đá quốc gia nói riêng. Đó là toàn bộ thông cáo báo chí gửi đến cho các anh em phóng viên, gửi đến cho các báo đài về việc là Liên đoàn bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Philippe Thuzier. Thật ra tôi nghĩ rằng trước khi mà có được cái thông cáo báo chí này, nhiều người rất là mong chờ điều này rồi. Đây là một cái giọt nước tràn ly, một trận thua tủi hổ của nền bóng đá chúng ta. Một cái tát thực sự đau điếng vào sự kiêu hãnh của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, của cầu thủ bóng đá Việt Nam và những người thực sự là đứng đứng mũi chịu sào của bóng đá Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nữa. Chúng ta đã có một bảng đấu được coi là thuận lợi khi mà chúng ta gặp những đối thủ như Philippines và Indonesia, thậm chí là cả Iraq. Chúng ta đã tránh được rất nhiều các cầu thủ, đã các đội bóng mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ả Rập Xê Út. Thực ra Iraq ở tầm hạng 2 của châu Á. Đương nhiên họ vẫn rất mạnh. Bên cạnh đấy, Indonesia nếu xét đúng thực lực thì thực ra đó không phải đối thủ của chúng ta cách đây một năm. Philippines đương nhiên rồi, ở chiếu dưới chúng ta rất nhiều. Nhưng hãy xem cách mà chúng ta đá với Philippines chật vật để thắng được tỷ số 1-2-1 trên sân của Philippines và hai trận gặp Indo đều thua. Cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam hiện tại đương nhiên về mặt lý thuyết vẫn còn, nhưng chẳng ai tin rằng chúng ta sẽ còn tấm vé đi tiếp vòng loại thứ ba cả. Khi mà giờ đây chúng ta đang ở vị trí thứ ba với 4 điểm kém hơn Indonesia, đội bóng đầu bảng là Iraq đã có 12 điểm. Có lẽ rằng khoan hãy nói về cục diện của bảng đấu, mà chúng ta nói về trận đấu Việt Nam Indo. Liệu có lời bào chữa nào đây khi mà rất nhiều những chia sẻ, những người làm chuyên môn để nói về việc hãy rút những cầu thủ như Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, những cầu thủ trẻ ra ngoài sân đã và tung vào đây những cầu thủ như Thành Trung, những Quang Hải, thậm chí là cả Thái Sơn cũng nên rút ra để tung vào đó những Hùng Dũng, những Hoàng Đức. Nhưng không, vẫn là sự thử nghiệm, vẫn là những cầu thủ trẻ. Và nó đi đến một kết cục là chúng ta thua những bàn thua mà đó là những bàn thua của sự thiếu kinh nghiệm. Đặc biệt là bàn thua về mặt thế trận và cách chơi bóng. Một sự tủi hổ mà tôi nghĩ rằng là các cầu thủ Việt Nam, thậm chí đến Văn Toàn sau trận đấu này còn nói rằng không nghĩ đội tuyển Việt Nam thua đậm đến như thế. Quang Hải thì đá vào thùng đựng nước, ném chai nước, tất cả không không được ra sân một phút nào cả hai trận đấu, không được thể hiện mình. Thật sự nếu như ai đó đặt tình cảnh mình vào Quang Hải thì không biết rằng họ sẽ cảm thấy như thế nào. Một cầu thủ đã từng là ngôi sao hàng đầu bóng đá Việt Nam
quả bóng vàng của bóng đá Việt Nam ở những năm đỉnh cao. Và trước khi đến với lần tập trung này, Quang Hải cũng đã sở hữu cho mình cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất, sở hữu rất nhiều những pha kiến tạo, thậm chí rất nhiều những phong độ tốt, nhưng không được sử dụng một phút nào. Thật sự, nếu như ai đó đặt vào tình cảnh chúng ta là Quang Hải và trước mắt Quang Hải là một đám cưới, đương nhiên anh muốn ra sân, muốn thể hiện, muốn làm một cái gì đấy, nhưng huấn luyện viên Philippe Thuyết không nghĩ như vậy. Và đặc biệt trong phòng họp báo sau trận đấu, tôi không dám dùng từ huấn luyện viên nữa, vì tôi sợ rằng đây không phù hợp để được gọi là huấn luyện viên. Đây được gọi là người lẩm cẩm. Người lẩm cẩm Philippe Thuyết đã trả lời các phóng viên khi nói về Quang Hải rằng đây là sự lựa chọn của tôi toàn quyền quyết định phù hợp vào chiến thuật. Đặc biệt ông vẫn dành những sự khen ngợi cho các học trò về tinh thần thi đấu và tuân thủ đúng đấu pháp. Tôi không hiểu tuân thủ đúng đấu pháp của kiểu gì mà lại thua 0-3. Tức là thua 0-3 vẫn nằm trong cái dự tính của ông ý. Rất khó hiểu. Đặc biệt ông vẫn nói về việc chúng ta vẫn còn cơ hội. Tôi chỉ biết cười. Trong buổi live stream sau trận đấu trên kênh Tất Trần TV, tôi đã lạy huấn luyện viên Philippe Thuyết đến 5-6 lạy. Và trong video đặc biệt này, tôi cũng xin được lạy ông một lần nữa. Tôi sẽ không nói lời cảm ơn huấn luyện viên Philippe Thuyết, vì thực sự ông không dành sự tôn trọng cho người hâm mộ, cho các phóng viên. Ông không xứng đáng nhận được một lời cảm ơn. Ông nên đi. Và tôi sẽ không tiễn. Tôi nghĩ nhiều người cũng thế thôi. Chúng ta đã bị tổn thương. Người ta chà đạp vào danh dự của chúng ta. Chà đạp vào rất nhiều những sự tự tôn của chúng ta. Một đất nước đã từng đứng trên đỉnh Đông Nam Á, top của châu Á, Á quân của Thường Châu, rất nhiều những vinh quang, vô địch 2 lần liên tiếp SEA Games, vô địch AFF Cup, một trong 4 đội bóng mạnh nhất tại ASEAN, một trong 8 đội bóng mạnh nhất của Asian Cup. Vậy mà huấn luyện viên Philippe Thuyết đã đến và phá nát tất cả. Xin được nhắc lại là phá nát tất cả. Chúng ta không còn vị thế gì ở trong bóng đá khu vực, đừng nói đến bóng đá châu lục vội. Tại SEA Games chúng ta đã bị loại bán kết, mặc dù Indo đá 10 người chúng ta để thua, đúng không? Tại Asian Cup thua 3 trận trắng. Và tại vòng loại World Cup 90% bị loại. Đây là một sự chia tay hợp lý, bởi vì nếu như để ông dẫn dắt nốt hợp đồng của huấn luyện viên Philippe Thuyết là đến năm 2026, và nếu như để ông dẫn dắt nốt thì chúng ta sẽ tiếp tục thất bại. Chúng ta sẽ thua tại AFF. Bây giờ giải đấu đó được gọi là ASEAN Cup. Câu chuyện tiếp theo, ai sẽ là người ngồi vào ghế nóng đây? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Dẫu sao, ở video ngày hôm nay, tôi cũng xin được công bố chính thức. Chúng ta sẽ không phải chịu đựng huấn luyện viên Philippe Thuyết thêm một ngày nào nữa. Từ ngày mai, bóng đá Việt Nam của chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Sẽ làm lại từ con số 0. Từ con số 0, xin được nhắc lại từ con số 0. Vì khi bị loại khỏi vòng loại thứ 2 World Cup, đồng nghĩa với việc tại vòng loại World Cup 2030, chúng ta sẽ phải đá rất nhiều những trận đấu sơ loại các bạn ạ. Những trận đấu sơ loại để có thể được vào đến vòng loại thứ 2 World Cup. Giống như những trường hợp của Đông Timor hay Brunei. Và chắc chắn, khi bốc thăm, chúng ta sẽ phải gặp những đội bóng hàng đầu châu lục. Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia đang chờ chúng ta. Nhưng đừng nghĩ đến những đội đó vội. Bởi vì top 2, top 3, rất nhiều đội bóng mạnh. Uzbekistan, Iraq. Quá nhiều đội bóng mạnh đang chờ đợi. Chưa kể Thái Lan. Liệu chúng ta còn dám nghĩ đến Thái Lan hay không? Khi họ cũng vừa hòa Hàn Quốc xong. Rất khó để nuốt trôi thất bại này. Video ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại tại đây. Dẫu sao thì ngày mai, bóng đá Việt Nam cũng có một trang mới. Xin được chúc các bạn ngủ ngon. Tạm biệt huấn luyện viên Philippe Thuyết. Và tôi không hề cảm ơn. Tạm biệt và không gặp lại. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube Tết Trần TV. Bấm nút chuông để nhận được thông báo để tiếp tục nhận được những video mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.